dân nhậu mà không có cái này là toang toang tà loang. Chồng em bên Mỹ là em cũng phải gửi cho chồng em để chồng em uống đấy. Đó, hôm qua em nhậu, hôm qua em nhậu cũng xin là mấy bát rượu lớn, nên là sáng nay là em cũng xin là tọc vào mồm hai viên này. Lúc em chưa bầu em cũng nhậu à? Úi rồi chị ơi, em nhậu là gọi là vô song đại bác. Trước khi em có bầu con kiến là em mở hẳn một quán nhậu 31 Nguyễn Công Trứ. Quán nhậu của em là quán nhậu tập trung chị em BD bóng gió bạn gì. Quán em 3 tầng lầu, cái vỉa hè dài 300 mét. Tại vì cái đường Nguyễn Công Trứ buổi tối ấy là ngân hàng người ta về hết, em sử dụng vỉa hè lòng lề đường không à. Quán em là BD toàn Sài Gòn tụ tập, nhậu quá trời nhậu luôn chị ơi. Rồi ôi, em nói với chị ấy là khi nhậu về muốn sống lâu là phải uống cái này. Đây, em nhậu từ size lớn sang size nhỏ. Đây, hộp này 120 viên 765.000, hộp 200 viên này 865.000. Lấy hộp 200 viên cho lành. Mua hàng thì nhắn tin vào số điện thoại bên em. Bợ nhậu mà không có viên bà thải độc gan và bổ gan á thì cũng xin là 8 thằng nó khuân ra đồng nhanh lắm. Nên là em nhậu là chỉ số gan thận của em là ok là con 33. Trời thần thiên địa cười sảng luôn. Nên là mấy chị ấy mua thải độc gan bên em, em là uống cái đấy là 6-7 năm rồi. Em uống 6-7 năm cái viên thải độc gan này đấy. Trời thần thiên địa. Úi dồi, ngồi trong nhà các chị tưởng là nó không có tia UV à. Ngồi trong nhà nhưng cũng xin là phải bôi kem chống nắng. Kem chống nắng của Mỹ này á. Cái chai mà 88ml này 350.000. Thẩm thấu nhanh, không bết dính nha. Thẩm thấu nhanh không bết dính. Cái tip mà 88ml này 350.000. Còn cái tip mà 144ml là 460.000. À, kem chị mụn, bên chị có một bộ chị mụn em. Bên chị có một bộ chị mụn. Bên chị có bộ chị mụn của Hàn Quốc 650.000. Em cứ search trên YouTube cách đây khoảng 21 ngày mặc chị mụn không? Mặc chị mụn còn mụn mủ luôn ấy. Mà chị dùng bộ chị mụn với chấm mụn khoảng 7-8 ngày là chị hết. Còn vết thâm, sau đó chị dưỡng da, chị dưỡng da trắng da ấy. Mình mà bị mụn là mình phải trị mụn xong, sau đó mình mới dưỡng trắng. Chờ chị tí để chị bôi kem chống nắng xong rồi chị cho em xem bộ chị mụn. Bộ chị mụn là Sun By Me 650.000 bộ mini, 1.670.000 là bộ lớn. Đó, chị là luôn luôn có bộ chị mụn mini trong nhà. Tại vì là chị lâu lâu chị hay bị mụn, chị nhậu nhiều quá chị cũng bị mụn. Kem chống nắng Mỹ này nha, mọi người bôi kem chống nắng cỡ 4 tiếng, mọi người đi rửa mặt lại rồi lại bôi lại. Kem chống nắng nó sẽ có tác dụng trong 4 tiếng. Đây là kem chống nắng Neutrogena, hàm lượng là 55 SPF PA+, hàm lượng chống nắng của nó là 55 SPF PA+. Có nhiều người hỏi em là tại sao chị Trang không bán cái dòng 110 SPF PA+. Có nghĩa nếu như chúng ta chỉ là những người ngồi trong văn phòng, chúng ta không phải là vận động viên bôi lậu, không phải là những người đánh gốc, thì các chị chỉ dùng cái dòng 55 SPF PA+ này thôi. Bởi vì khi mà mình dùng cái dòng này này là nó vừa hợp với cái chỉ số mà ánh nắng mình, vì mình ngồi trong nhà, cái đèn của cái đèn tuýp hay là những cái đèn led hay là những cái ánh nắng thông thường mà nó qua những cái lớp kính nó sẽ vô đến mình thì cỡ đó thôi. Còn nếu như bạn đi đánh gốc, bạn là vận động viên bơi lội thì bạn sẽ dùng cái dòng này 110 SPF PA+. Bên em thì không bán, nhưng mà sau này nếu có chị nào có nhu cầu thì nhắn. Bên em cứ một tuần là có hàng Mỹ về một lần. Nên là cái những cái dòng kem chống nắng cho những cái người đi đánh gốc thì thực tế là em không chơi với ai đánh gốc cả, nên là em cũng không bán. Mà em cũng không khuyên mọi người dùng cái 110 SPF PA+. Nó dùng cho những vận động viên bơi lội hồ bơi, rồi là đi bộ đánh gốc, hay là những cái vận động viên chạy bộ ngoài trời. Còn cái kem chống nắng này này, mọi người mà đã dùng quen cái này rồi thì mua hẳn tuýp lớn.
460.000 em vứt đâu cái chai đấy rồi. Cái hộp ấy to lắm, 144ml, còn cái này là 88ml nhá. Đây bộ trị mụn là cái này em. Đây, bộ trị mụn này, Axos Sunbite Me. Đây là bộ trị mụn Sunbite Me. Đó, bộ này 650.000. Mua thì inbox bên chị, mua thì inbox bên chị nha. Đó, ok chưa, ngày xưa nó màu xanh, giờ nó màu đỏ. Chị Thủy Thủy, hiện tại mình đang bầu bị nám lâu năm, chị có dùng kem gì chị nám được không? Cái này em trả lời thật thẳng thắn với chị luôn, chị bị nám lâu năm, em nói thật, đó là cái chị phải chấp nhận. Mình khó có thể điều trị nám một cách triệt để lắm nha. Những cái người mà hỏi em về cái chuyện là mình bị nám lâu năm như chị thì có kem gì trị hết hay không, em thẳng thắn quan điểm để chia sẻ với các chị về chuyện này này. Mình bị nám, đó là điều khó có thể trị dứt điểm 100%. Nhưng những chị nào mà cứ đi tin quảng cáo trên mạng là kem trị nám trị dứt điểm thì em nói luôn là không bao giờ có chuyện đó. Đặng Hà ơi, em đau đầu em uống ginkgo bổ não em. Em đau đầu em sẽ uống cái này. Đâu rồi? Em đau đầu sẽ uống ginkgo bổ não, một ngày 2 viên dùng chị. À mình, chị mới bị lúc mang bầu thôi, chị sẽ dùng bộ kem trị nám đông sung. Nếu nó mới xuất hiện những cái lớp nám mỏng em nhá, này, lớp nám mỏng thì chị sử dụng bộ kem trị nám đông sung, nó sẽ khắc phục, ức chế được cái sự mà lên nám đậm hơn. Đó, nên là những cái thành phần methylene ấy làm sạm da ấy, thì mọi người phải sử dụng cái bộ kem trị nám. Còn những chị nào, đây là ginkgo bổ não nhá mẹ, Đặng Hà, em uống cái này một ngày 2 viên. Chụp hình cái này vào inbox cho chị. Lữ ghê, chờ chị tí. À, đây, bộ trị nám đông sung. Còn chị nào mà nám đen như đít nồi, đen như đít nồi thì thôi, các chị không làm gì khác được ngoài việc các chị uống vitamin E và các chị bôi kem dưỡng để nó làm cho da mình khỏe và sáng lên. Chứ còn nám đen như đít nồi thì kể cả cái bộ trị nám này bôi 10 đời nó cũng không hết sạch. Bộ trị nám này khách nhà em dùng đến bây giờ là tầm 4-5 năm. Các chị đấy dùng bộ này thì các chị đấy sẽ trả lời cho em là bị nám đen xì nó sẽ chỉ giảm được 30-40% thôi. Còn những chị bị nám lớp nám mỏng, dùng hết khoảng một bộ, nửa bộ, khoảng một tháng rưỡi ấy, là nó sẽ mờ bớt đi. Và cái bộ này nếu như có điều kiện thì cứ xài bộ này, vì bộ này nó khá mắc. Bộ này là 2.430.000, toner, serum và kem dưỡng. Cái bộ này ấy, tại sao mà em lại ít quảng cáo, bởi vì bộ này nó rất là cháy hàng. Thị trường có nhiều người bán bộ này sản xuất nhái gần giống, nhưng bộ này là của Hàn Quốc. Bộ này là bộ xịn sò của Hàn Quốc, không phải là dòng sản phẩm trị nám lên đồ nha. Có nhiều người bán trị nám mà lên cái bộ sản phẩm nhái, nhưng mà chất lượng là không bao giờ lạ. Cái bộ này các chị dùng bộ trị nám này cỡ khoảng một tuần là da mặt các chị rất là mềm. Cái này là cam đoan luôn, là da mặt các chị rất là mềm và mướt. Còn để mà cho nó mờ là các chị ít nhất phải dùng cỡ một tháng đến một tháng rưỡi, nó sẽ mờ thấy hiệu quả rõ rệt. Đấy là với những người nám mỏng và mới bị nám xuất hiện. Ví dụ như mình bắt đầu bầu, mình bị nám thay đổi nội tiết, nó sẽ sạm cái da, nó sẽ có những cái mạc mỏng mỏng ở đây này, thì các chị xài bộ này. Bộ này Bành Thị Tũ nhà em xài, da mặt Bành Thị Tũ hơi bị đẹp. Đó, Bành Thị Tũ nhà em với cả mẹ chồng em là em đều đưa cho mẹ em xài bộ này. Bộ này phù hợp với những chị nào từ 30-35 tuổi đổ lên, bởi vì lúc ý là da của mình lão hóa rồi. Cái bộ này nó sẽ giúp là giúp cho chống lão hóa và giảm sệ luôn nha. Cái bộ này thì khá mắc, 2.430.000. Em bán cái gì ạ, là em cũng sẽ tư vấn các chị rất là kỹ lưỡng. Chào anh Tuấn Khanh. Đó, nên là các chị nhớ, khi các chị bị nám mà bị mụn thì các chị đừng vội vàng trị nám. Các chị phải nhớ này, mình bị mụn là mình phải điều trị mụn, sạch mụn, sau đó mình mới điều trị sang trị nám. Các chị mặt bị mụn đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ một con nào bán hàng, nó nói là bộ dưỡng da này trị mụn và làm trắng da mờ nám. Đấy chỉ là những con sạo lồn mà thôi. Khi da bị mụn cũng giống như mình bị yếu, bị ốm,
thì khi mình bị yếu, bị ốm, mình phải làm sao cho mình khỏe lên. Thì đó chính là cách anh chị phải khắc phục cho da hết mụn. Khi da hết mụn, đó, khi da hết mụn thì là da bắt đầu khỏe, mới bắt đầu tái tạo da thì mới dùng những bộ dưỡng da. À, chị chỉ bị chỗ hàm râu thì chị bôi bộ này đẹp lắm. Bộ này là mướt lắm. Chị bị ria chứ thì đây chị bị nám nội tiết rồi. Mình bầu mà, ôi sao bà 39 tuổi bà bầu. Bà bầu tự nhiên đấy, bà đi cấy đấy bà. Em chuẩn bị đi cấy đấy chị, mà em nhậu cỡ này. Hôm qua bác sĩ chán em luôn. Chị Thùy Thùy, chị bầu là chị cấy ấy chị tự nhiên. Em nhậu cỡ này em phải đi chọn quả trứng chị ạ. À, em khổ lắm chị ạ. À, tự nhiên là thả hơn năm thì đã uống viên bổ bầu này chưa? Chị ơi em muốn uống vitamin tổng hợp dùng loại nào? Thảo Khà, em bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? Bà đã uống cái viên bổ bầu này chưa bà? Thì bà đã mua canxi về, thêm canxi với DHA chưa? À bà mua thêm canxi chưa? Bầu tháng thứ mấy rồi? Người ta phải uống cái viên bổ bầu này này. Đừng uống cái dòng mà uống nhiều viên, nó táo bón nóng lắm. Viên bổ bầu Mỹ này là đỉnh cao. 100% các bác sĩ mà tư vấn về bầu tại Mỹ, bầu con trai nhả vía cho bà sướng nhè. 39 tuổi mà dân Bắc nhà mình ấy mà có bầu con trai là cũng bà cũng khổ lắm đấy. Chắc ông chồng cũng lườm ra nguyết vào. Thương. Quỳnh Trần, em bầu 8 tuần em ngay lập tức mua cái này cho chị. Mọi người trước khi có bầu nha, trước khi có bầu nên uống cái này trước 1 tháng là ít nhất. 14 năm mới sinh lại đấy. Eo ơi, tôi cũng lại bà ấy, bà Thủy Thủy. Mà thôi, nếu như 14 năm trước kinh tế của mình nó chưa ổn ấy chị, mà kinh tế của mình chưa ổn thì mình đừng đẻ nhiều. Khi nào kinh tế ổn định, đẻ con ra phải nuôi nó tử tế. Bạn nào có bầu chụp hình ngay sản phẩm này inbox cho em. À, em đang gọi là nhả vía cho mấy bà, là em có mấy trăm bộ quần áo trẻ con mà hàng Mỹ sơ sinh. Đó, chị nào mua hộp bầu này em sẽ tặng một cái áo liền người của Mỹ. Em cũng nhập 100 mấy chục ngàn mà em mua lại của bạn em. À, nó bình thường sẽ bán 100 150 mấy ngàn, 140 mấy ngàn, nhưng mà nó đi định cư Mỹ nó bán rẻ cho em có mấy chục ngàn, 40-45 ngàn một cái. Em mua ôm hết về em tặng cho mấy bà coi như for G-ship, nhưng mà em tặng cái áo cho lấy vía đó. Đây nha, viên bổ bầu Quỳnh Trần chụp hình là inbox chị cái này, mỗi ngày một viên. Chị chuẩn bị cấy mà chị cũng uống luôn rồi đây này. Em 30 tuổi, kem chung đây, em sẽ nên uống kem chung. Vitamin tổng hợp, để chị xem cái hộp của nữ đâu rồi. Em chụp lại dùng chị. Đó, đây này, vitamin tổng hợp. Đây là vitamin tổng hợp cho những người nào mà chỉ cần uống vitamin tổng hợp cho cơ thể là uống cái này. Hộp này không nhớ giá bao nhiêu tiền, trời thần ơi. Hộp kem chum này, hộp kem chum này bao nhiêu tiền quên rồi. Hình như là 485.000 hay 585.000 ấy. Chụp lại cái này dùm chị Thảo Thảo, một ngày một viên này. Một ngày một viên này. Quỳnh Trần ạ, à, em 8 tuần là em sẽ uống cái viên bầu này. Em chụp lại dùm chị nhé Thảo Khả, em nhắn tin vào Zalo dùm chị. Nhà chị nhiều hàng nên là nhiều khi chị không nhớ được hết giá. Nó không nhớ là 485 hay bao nhiêu ấy nhỉ. Để chả biết để đâu để tìm cái giá xem nào. Kem chum. Cái này là hàng The Best. Một hộp này là 120 viên. Đâu rồi? Để đâu rồi ấy? Đó, cái này có kem chum men, kem chum woman. Cái này có cả của nam và nữ. Rồi ôi khổ lắm, tôi khổ lắm rồi. Đây này, tôi đang nẹp bụng lên mấy bà. Tôi nẹp bụng, tôi không ăn gì đấy này mấy bà. Ăn mỗi miếng cá khô thôi. Giảm cân nẹp bụng đấy. Số em cũng khổ lắm mấy chị ạ. Ăn nhậu không à? Ăn xấu bao tử. Nhậu nhiều là mập thì đang vẫn 65 cân đây. Chưa giảm được cân nào. Thảo, vẫn 65 cân. Chị nhậu kinh lắm em. Chị nhậu không đối thủ. Cái viên bổ bầu này cực kỳ đặc biệt. Nó bổ sung đủ vitamin cho một bà bầu. Và viên bổ bầu này nó chỉ bổ vào con,
không bổ vào mẹ. Hàm lượng axit folic của nó, hàm lượng axit folic của nó đây là 800 mg. Đó. Mình uống 5-10 lon là ngồi diệt mồi rồi. Bà uống 5-10 lon là bà cũng cơ cao rồi đấy bà. Cái ạ, thế chị đã, bà mới mua cái này để bổ bầu chưa? Bà Thùy Thùy, bà đã mua cái này bổ bầu chưa? Em có bầu con kiến là em uống cái này đấy. Nuôi con phải nuôi con thông minh. Nó phải từ cái mầm ươm. Đó, từ cái mầm ươm mình mới gọi là để cho gọi là cái thai nhi của mình nó phải cứng cáp, phải thông minh khỏe mạnh từ trong trứng nước. Nên là bà nào có bầu uống cái này một ngày một viên. Nhiều người á có bầu ấy mà cứ đi uống tùm lum tà la, uống quá trời những thể loại tùm lum tà la. Cái viên này này nó đã bổ sung là 200 mg DHA. Em uống rượu bằng bát ở Hòa Bình toàn uống như thế. Tao lại mày, tao đi Hòa Bình nhiều rồi tao biết. Thôi tao lại mày Thảo Kha, tao thua mày rồi. Gái Sơn La, gái Hòa Bình, gái Mộc Châu, gái Điện Biên là tao lại. Tao đi về những vùng đấy là mấy bà cô giáo ở những vùng đấy toàn bê bát ra gặp tao rồi. Ôi, còn tao đi về cái vùng dạ chị tươi trần có kem trắng da mặt chị. Tao đi về cả cái vùng Thái Nguyên nhà tao, trời ơi, nhà chồng yêu giày đỏ. Mấy bà chị dâu mỗi bà cầm 2 cái ly để ở trong túi áo. Đi đến bàn nào là nhấc 2 cái ly ra mời liền. Ôi dồi ôi, cầm theo cả một cái gì, cái ấm rượu nhỏ nhỏ. Tao lại luôn đi Thảo cả. Mỗi một vùng miền mấy bà chị tôi. Tao đi vùng nào tao cũng quen phụ nữ uống rượu giỏi, tao sợ ghê vậy đó. Đi về Hòa Bình người ta cầm cả bát cả can ra uống. Còn đi về Thái Nguyên thì mấy bà chị cầm cái can, cái cóng này này, cái cóng nhựa này này má. Xong là 2 cái ly hạt mít để túi áo. Đi đến đâu móc ra. Em ơi chị mời em đi, trời bà mẹ ơi. Mười bà mời tôi 10 ly liên tiếp tôi choáng váng mặt mày. Chị Tươi Trần ơi, kem trắng da mặt chị là da khôi da dầu để em tư vấn. Khổ lắm. Chị da dầu hay da khô ạ, để em tư vấn ạ. Nên cái viên bổ bầu này này là the best, gọi là best seller. Chị nào có bầu là phải mua cái viên này uống. Chị nào chuẩn bị có bầu thì cũng nên uống cái này trước 1 tháng nha. Hộp này là 750.000 một hộp, 150 viên. Tương đương một hộp này uống tận 5 tháng. Mà chỉ cần uống mỗi ngày một viên này thôi. Nha mấy chị nha. Da chị da dầu đây, chị chụp cái này lại cho em. Đây. Da chị da dầu. Đó, đây chị chụp cái này lại. Chị sẽ mua lọ sữa rửa mặt này. Chị sẽ mua lọ sữa rửa mặt này 330.000. Lọ sữa rửa mặt này là dòng, nó có tinh chất rau má làm sạch sâu. Sạch sâu, đó. Cái những người nào da dầu và hay bị mụn là dùng cái sữa rửa mặt này. Sữa rửa mặt này làm sạch sâu cho da. Đó, 330.000. Lọ tinh chất trắng da Begamo 590.000 một chai. Chai này 110 ml, cực kỳ lợi. Và lọ kem dưỡng V7 850.000. Đó. Đây là hộp kem dưỡng 850.000. Em đang chạy chương trình mua cặp này, em tặng lọ kem dưỡng V7 mini 235.000 nha. Em đang chạy chương trình mua một hộp này với một hộp này, tặng một lọ kem dưỡng mini 235.000. Đó, chụp lại cho em. Đó. Em mua thuốc sắt, thuốc bổ ở ngoài tiệm thuốc về uống táo bón quá trời, trời chị lại em. Đây. Bầu lên mình có cái sắt này, một viên. Viên bầu một viên. Và viên canxi, đây. Em Quỳnh Trần em chụp lại đúng 3 cái này. Em mới bầu 8 tuần, em nghe chị này. Em mới bầu 8 tuần thì chưa cần uống 3 viên này liền. Uống một viên này mỗi ngày. Quỳnh Trần nghe rõ chị này. 8 tuần là 2 tháng. Em bây giờ chỉ cần uống một viên này một ngày. Em mà táo chị làm con em luôn. Viên bầu này chị là thần táo bón. Chị uống viên này khi chị có bầu con kiến. Không hề táo tí nào nha. Đây là viên này trong 3-4 tháng đầu tiên. Em sẽ chỉ uống một ngày một viên này. Bắt đầu đến tháng thứ 4, tháng thứ 5. Nếu như khi em đi. Đó. Đa phần là bắt đầu tháng thứ 5. Em mới cần uống thêm một viên sắt và một viên canxi. Đó, buổi sáng thì em sẽ uống một viên này. Sau này tầm tháng thứ 4, tháng thứ 5, em sẽ uống cái viên này vào buổi trưa hoặc buổi tối. Còn buổi sáng và buổi trưa bắt buộc em uống cái viên canxi trước.
viên canxi này bắt buộc phải uống trước 10 giờ sáng. Hàm lượng canxi của cái này là 600mg. Em uống cái viên này trước vào buổi sáng. Vì đến tầm tháng thứ 5 thì trẻ nó mới phát triển cơ, cái gióng xương chân, gióng xương tay, thì em mới cần bổ sung thêm canxi. Vì bản chất trong cái viên bổ bầu này nó đã có hàm lượng canxi của cái viên này là 150mg. Hàm lượng canxi của viên này là 150mg. Hàm lượng sắt của viên này là 27mg. Nên em, chị khuyên em là mua cái hộp này trước. Cùng lắm là mua hai hộp này cùng một thể, không cần mua thêm hộp sắt. Trừ trường hợp em đi khám mà em phải là bị thiếu sắt, em mới phải mua thêm hộp này nha. Bởi vì một cơ thể, một con người chỉ cần một ngày nạp vào cơ thể 27-28mg sắt, thì trong viên bổ bầu này nó đã có sẵn hàm lượng sắt này rồi. Nên không bao giờ, tại sao mà chị tư vấn bà bầu, chị không bao giờ nói là uống liền ba hộp này. Tại vì bản thân trong cái viên bổ bầu này nó đã có hàm lượng đủ cho một người, một bà bầu để dưỡng vào thai nhi. Trừ trường hợp em là một người hấp thụ cực kỳ kém và em không ăn được, em mới cần phải mua thêm sắt và canxi bên ngoài. Tuy nhiên từ tháng thứ 5 thì em muốn con em phát triển cái chiều cao, dài xương nhiều, em sẽ uống thêm một viên canxi này. Còn viên sắt thì đa phần là không cần thiết. À, em thiếu máu nhẹ vì không ăn được là em bị nghén. 2-3 tháng đầu em bị nghén, em thiếu máu nhẹ, đôi khi là em bị váng đầu, là em phải chịu khó tập trung ngủ. Những bà bầu đừng cầm điện thoại khi đi ngủ. Em khuyên mọi người chân thành, khi có bầu đừng có cầm cái điện thoại chăm chăm ở trong mắt, và tuyệt đối không xem điện thoại trong bóng tối. Không chỉ bà bầu, với tất cả mọi người, khi chúng ta đi ngủ, điện thoại để cách xa người 2-3 mét. Cái sóng điện từ của cái điện thoại nó rất ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Mọi người đừng có mang cái điện thoại theo người nhiều. Mình có bầu mình không có cầm điện thoại xem nhiều, lướt nhiều chi cho mệt. Mấy bà bầu á, nghe nhạc dùng tôi, xem hài kịch tivi dùng tôi, mở YouTube trên tivi. Đừng cầm cái điện thoại nhiều, cái sóng điện thoại nó không tốt. Đó, viên bổ bầu nhà Trang rất tốt. Con chị lúc bầu uống viên, lúc sinh con khỏe lắm. Đúng rồi chị Tươi Trần, cái này á, có rất nhiều người bán viên bổ bầu các thể loại. Nhưng mà tại sao em chỉ bán cái viên này? Bởi vì em là người trải nghiệm cái viên này từ ngày em có bầu con kiến. Nên mọi người chỉ cần thấy con kiến, nó không quá to cao vạm vỡ, nó chỉ là một đứa cao, gầy, chắc và rất thông minh. Mình nuôi con là phải thông minh các chị. Béo thì cỡ nào mà không béo được. Nhưng mà thông minh và cao là cái khó lắm đấy chị. Nên chúng ta phải bổ sung cái viên này từ khi có bầu. Con nó sẽ cực kỳ thông minh. Em mà nghe nhạc nó đạp lung tung trong bụng, trời ơi Thùy Thùy ơi, bà ơi bà phải cho con nghe nhạc cho nó đạp và tập thể dục, bà hiểu không? Bà béo không tập thể dục, bà lười, để cho con nó tập thể dục. Uống cái viên này là the best cho những bà bầu. Chỉ khuyên chân thành và nó rất rẻ. 150 viên mà 750.000, tính ra là 2.500 một viên một ngày. Đó, nên các chị phải nhớ, tính ra là nó rất mềm giá. Cái này cách đây khoảng 6-7 năm 950.000 lận. Nhưng sau này khi em đi buôn á, em buôn là em ôm nhiều, và em chỉ canh sale bên đó, sale 4-5 đô bên đó là em ôm, nên cái giá nó mới là 750.000. Hàng nhà em là hàng Mỹ, các chị sẽ không check được mã code, mã vạch nếu dùng phần mềm Việt Nam. Nó là hàng nội địa Mỹ nha. Em không bán những cái dòng sản phẩm mà vớ va vớ vẩn, em không bán đâu. Đó. Giờ em đi tắm một cái đây. Nên các chị muốn tư vấn về bầu, các chị nhắn em nha. Em đi tắm một cái đây. Bye bye cả nhà nhá. Để con đi tắm, còn đi đón con kiến nữa.